Cái người mà mới bỏ đám là cái mặt đẹp gì là đó. Dạ. Cái đám bỏ đây là đó. Em xin chào bà con. Cái người mà bỏ đám, xả đám ở đây đó là bả đó. Chết. Ủa là cái gì vậy? Quay. Cái đem lên trên trên phường, nó dai cho bà con. Chết. Tắt đi, tắt đi. Rồi, tự nhiên cái đi ra đây quay người ta đổ rác vậy rồi. Người ta thấy rồi cái mặt tôi vậy rồi sao? Cãi đâu lại bà lắm. Không có xe không quay chỗ này lấy gì chứng cứ đâu, mày muốn để chứng cứ này lấy ra tòa. Thôi đừng có để chứng cứ kỳ lắm. Thôi. Ủa mắc gì kỳ vậy, người ta đi đổ rác rồi có làm gì anh đâu mà tự nhiên cái anh quay hình ta, anh để lên vậy. Nè 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 nha, bây giờ chưa có được sự đồng ý của tôi mà đưa hình ảnh tôi lên mạng vậy, tôi thưa anh đó. Hùng cao. Hùng hồn. Ôi. Còn nhớ mấy bữa trước đổ rồi là ngoài sông mà bữa nay sao đổ đây? Trời ơi, thì hôm trước em đổ bên bờ sông. À, sáng nay đổ bờ sông. Ngoài đó hôm nay đông quá chứ lạnh, có ai theo dõi em đó anh. Nguyên mà nhạc ngồi về dám đổ không? Dạ, dạ thì đó mấy anh theo dõi em sợ em luôn ở bên này. Hay quá ha. Dạ. Nó công nhận. Anh, mình xóa đi để mình nói chuyện cho dưới. Xóa được, tôi là người giữ cái sông này. Anh giữ cái sông này? Đúng vậy. Trời. Anh sẽ giữ mãi màu xanh trên dòng sông Vàm Cỏ, giữ em đềm kỷ niệm quê hương. À, em hiểu rồi. Dạ. Ý anh nói cho em biết quê hương anh ở đây. Đúng rồi, tôi bảo vệ môi trường. Dạ. Nếu mà đổ rác như cô đó, ngày mai sẽ ra ngoài xã tìm tình bài ha. Thì hút hết đống rác này cho tôi nha. Trời, anh nói gì thế ghê quá, em có làm gì đâu. Trời, thì bây giờ người không có chỗ, cứ đổ đây thôi chứ cứ làm sao. Vậy đó hả? Chứ gì đó. Đổ rác gì mà nói gì được hả? Sao mà nói... Đổ như vậy mà nói được à? Sao mà nói không được anh? Đúng là tiếc không sợ sung. Nói ngang như cua, còn dữ dằn như quỳ. Đợi chửi mà cũng mùi nữa, vậy sao mà chửi lại? Nên bà không phân biệt được điều. Lôi đầu
đó đi. Trời ơi, lôi lòng đó. Dạ, anh lòng xong giúp lôi tóc đẹp quá. Trời ơi, anh trai là anh viết cái bản này đó hả? Rồi dạy nó, dạy dỗ nó đi. Trời anh ơi, em nói thiệt với anh nha, anh có viết cái bản này đi chăng nữa thì anh cũng phải suy nghĩ chút cho cái người mà đi bỏ rác chứ. Suy nghĩ sao? Bây giờ anh để là cấm đổ rác nơi đây. Ừ. Thì ít ra anh cũng phải làm thêm một cái bản đó là hãy đổ rác nơi này, nơi nọ, nơi kia, nơi kia. Để người ta biết rồi, ta xách qua đó người ta đổ. Đổ đây không được thì qua kia đổ. Chứ mắc cái gì đâu mà anh viết một bản rác kỹ quá vậy? Bà rảnh quá. Rảnh gì? Mắc mơ giờ phải viết thêm bản nữa. Nào cấm đổ rác nơi đây. Còn bà muốn đổ chỗ nào đổ, miễn là không được đổ đây. Trời, đổ nào có thùng rác mày bỏ vô, hiểu mà chưa? Lỡ người ta xách rác ra tới đây rồi, chẳng lẽ ta đem đi đâu? Cái gì? Thế các bạn đây, mang ron bao nhiêu rồi? Già lớn tuổi không thấy. Nếu không thấy thùng rác, à, mang rác về nhà. Trời, nó người ta để vậy rồi, mà hiểu không? Mang về nó hôi nguyên cái nhà thì sao? Kệ bà, rác thì phải kiếm chỗ được cái thùng rác bỏ vô. Đó, tập bậy tập bạ không à? Ông nói vậy mà ông nghe được luôn á hả? Chứ sao? Ông nghĩ lại ông đi. Không sao? Ông làm gì có biết dạy đời người khác? Không. Bẩn sạch cái nhà bà thôi, còn xung quanh mặc kệ cho đời. Quanh rác là xong nhà cái ở rồi cài trời. Đào là bình tư lâm, biển chai, còn bao nhiêu thứ rác độc hại. Và quanh ra khỏi nhà ai chết bằng ai đúng không? Những lời khuyên của người ta bỏ ngoài tay, không còn thông điệp được, đánh đá đen đánh cửa. Lòng dạ của bà chắc là chúng con ông ở chợ không ai trời ơi, cái gì mà chữ nặng chứ nè. Nè nghe, cái gì cũng phải thôi nha. Đừng có trùng, đừng có rủa tôi nghe chưa. Rủa là sao? Nhìn đi. Nhìn cái gì? Con nói chú nói đúng. Chú nói đúng. Vậy đúng. Là
Vui nói được. Vui nói được. Vậy là cô nói sai chưa? À, con nói sai. À. Là cô, cái hành vi mà dứt rác bừa bãi nãy giờ của cô á, cô có biết là cô bị cho vào một loại tội phạm không? Đó, thấy chưa? Rất rác bừa bãi là tội phạm. Nói không nghe mà là tội phạm nặng lắm. Còn chú á, chú nặng lắm. Tội của chú nặng hơn nha. Đó, thấy chưa? Ông nặng hơn, ông đốt cho khối mịt mù. Tôi nói môi trường này nó ô nhiễm là lỗi do ông á. Nhưng mà rác đốt mà có gì không tổng? Chú đốt rác như vậy á, gây nên nhiều hệ lụy lắm chú. Nhưng mà cái này ai cấm? Cấm hồi nào? Cái đề luật này á là được ở trên quy định từ lâu lắm rồi. Lúc nào? Từ năm 1940. Là cái năm 40 chưa có đề ở tao luôn. Lúc đó em lang thang ở đâu đó? Không biết không có tội thôi mình đi về. Nhanh lên đứng lại. Đi đâu vậy? Trốn hả? Phải, nhưng mà không biết. Năm 40 không biết. Đúng rồi. Năm nào cô có tội con? Năm nào? Năm nào? Năm 1940. Năm đó không có biết. Mình đi về. Đứng lại. Đi qua đây. Gì mà hoài vậy? Cô á, cô dứt rác bừa bãi như vậy, gây ô nhiễm môi trường, cô có biết không cô? Còn chú nữa, chú đốt rác như vậy nè, chưa những là gây ô nhiễm môi trường, còn gây quả quạng, có ngày nó cháy hết cái xóm này cho biết. Trời đất ơi, anh ơi, trời ơi, sao mà đi đâu ông nói với ai tiếng nào trơn vậy? Làm tao đi kiếm nãy giờ luôn, đi đâu mới muốn phải nói với người ta tiếng nghe không? À, trời đất ơi, đây là con của con hả? Dạ không có, chồng con của chồng. Ủa cô chú có quen với chồng con hả? Mới quen. Anh ấy làm đâu rồi? Làm thì hồi xưa có đi làm. Nhưng mà bây giờ nghỉ rồi cô chú. Dạ. Nghỉ hưu. Đâu có, còn trẻ mà sao nghỉ hưu được? Bị đuổi. Đâu có bị đuổi. Chứ sao? Bây giờ bị sao con? Bị lúc nhớ lúc quên á cô. Dạ. Lúc nhớ lúc quên. Nhưng mà quên nhiều hơn nhớ nha. Quên nhiều hơn nhớ. Chú này nó bị nhiều lắm. Chú bị chuẩn mà quên nhiều hơn nhớ là gì? Vậy là bị cái gì vậy? Không biết, nhưng mà giờ tự nhiên nó quên thì như thế. Làm rồi nó chạy vô, nó quay ra làm nữa. Làm rồi nó chạy vô nữa, chạy ra làm nữa. Ông nói cái gì mà làm rồi rồi chạy ra quên vô rồi làm nữa rồi ra quên làm là cái gì? Ăn cơm xong chạy vô rửa miệng xong mới quay ra ăn nữa. Trời ơi, ông ơi, cái từ Việt Nam mình phong phú lắm, nói cho nó rõ ràng để ta hiểu lầm. Dạ, nó quên đó là tội này nè. Là cái này đó hả? Rồi bây giờ chạy thì bây giờ lúc này là ở đâu? Đúng rồi. Ảnh thì bình thường anh ở trong bệnh viện, bác sĩ không có làm gì làm mà tội nghiệp lắm chú. Giờ về nhà đó, cái tụi con phải cột lại. Nay năn nỉ quá mới thả ra nè. Con, trời ơi tại sao vậy? Tại sao đang bình thường con đi vô đưa vô bệnh viện, người ta muốn làm gì thì làm, rồi đem về nhà không thương yêu thì thôi con nỡ lòng đâu con cột người ta lại. Trời ơi thằng bé dễ thương quá mà sao? Sao vậy con, nó bị cái gì mà con bột nó lại? Dạ bị điên. Hả? Bị điên? Anh ơi, cứu em. Trời ơi, nó điên. Anh ơi, tôi đụng bà luôn anh. Anh đừng có chạy xuống. Anh nói nó đụng bà luôn. Đi lên đây chết rồi. Trời ơi, đi đâu vậy? Trời ơi, đụng nó nữa, bị lây đó. Lây cái gì tôi đụng nó rồi, đấy già bây giờ cũng lây luôn rồi nè. Một đôi nha, có gì bị chung. Mà sao con? Sao con điên mà con đẹp quá vậy? Điên cũng được đẹp trai hả cô? Ủa mà ổ đẹp điên chứ. Ủa mấy người đẹp cái điên lắm á. Mà thấy ông đẹp trai không? Không phải. Nhiều người điên lắm. Bộ đẹp không điên sao? Cái gì? Khoan được rồi, hỏi. Nó đẹp, nó điên, đúng không? Đẹp, điên. Như tôi đẹp. Tôi không biết đẹp. Cái gì vậy? Thời buổi bây giờ điên mà điên với lại không điên dễ biết. Đâu có gì đâu mà dễ biết chứ. Có tin lượng lắm, trời đang nắng mặt nguyên cái bộ đồ này lên mà xong đổ rác. Do ta tưởng con cá thôi mà. Trời ơi. Khiến nó tha mà bây giờ. Người ta đi đổ lén nên ta mới mặc đồ nổi, là lỡ có ai cái kia đụng cái gì ta cũng thấy đường. Ta chói mắt ta thấy đường chứ. Còn như ông kìa. Sao? Ông tỉnh quá. Sao? Đó, giữa trưa nắng chang chang đi mặc đồ da. Thảm tử bà ơi. Mặc áo da này thằng mưa khỏi ướt. Mà nó ướt từ bên trong ướt ra đó. Còn ướt sẵn rồi. Thôi đừng có để nó hỏi chuyện quan trọng nè. Bị gì đi. Hồi xuống bán gì, làm gì.
Hồi xưa hả? À hồi xưa thì anh làm bên kinh doanh địa ốc đó chứ. Thấy chưa? Phát triển ốc rồi đi bán. Bán ốc còn gì nữa suy nghĩ. Ông rảnh quá, ông rảnh quá. Bán ốc, địa ốc ở đây có nghĩa là người ta bán bất động sản đó, hiểu không? À. Nhiều khi tất cả mọi thứ đều bất động nên nó mới sản. Đi cái gì? Thôi là hỏi câu nữa. Đi thiệt không? Dạ đi thiệt, có giấy chứng nhận mà. Có giấy chứng nhận luôn. Có giấy chứng nhận luôn. Nhưng mà đi tiên mà sao mà biết tôi nói được cái gì ô nhiễm môi trường, đốt rác bừa bãi, mang tội được đó. Nó nói chuyện như vậy tỉnh. Chủ. Hey. Tôi nghe nè. Nghe. Còn đi, chứ còn không có vô ý thức. Đấy là chuyện nó chửi mình đó. Chửi nặng đi. Ờ vậy đó hả? Trời ơi, nó chửi mình rồi. Ê, kệ nó đi, điên nó chửi gì chửi. Trời ơi, nó kệ đi. Ủa, nhưng mà mình tỉnh mà, mình phải hiểu chuyện chứ. Đúng, nói đúng không? Được, nhưng mà nói đúng. À, ủa con à, là bây giờ hiện tại con bình thường chứ? Có ổn không? Là con nói chuyện đúng đó. Ừ, cô chú cũng hơi bậy chút xíu. Nên là thôi hai đứa tính gì? Dạ con thay mặt chồng con xin lỗi cô chú nha. Bây giờ ảnh nó có bình thường, nó muốn nói giả nói à cô chú ơi. Dạ không, bây giờ con xin phép con dắt chồng con về cho cô chú. Dạ vậy đi lại đây. Mình cũng qua luôn đi. Để ra em. Hai đứa. Dạ. Nói chung là không sao đâu con. Nó nói chuyện như vậy được là có nghĩa là mình có thể trị bệnh được ha. Nó nãy giờ chưa cắn, chưa làm gì ai hết. Rồi. Nên là có thể hết. Rồi, nó nói được rồi. Con ơi, gái. Dạ, con nghe. Con có quen trong bệnh viện của nó nằm không? Dạ, quen chứ, phải quen chứ. Con vô giới thiệu hai vợ chồng chú vô luôn. Hay. Trời ơi, trời. Vậy là có bạn mới rồi, có bạn mới. Có bạn mới vậy, bạn mới. Để cho người ta thấy là người điên, người biết quen. Ông đang có hai con vợ, vợ ông đâu muốn đưa, cho con nói đi. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Linh Trung, nghệ sĩ Y Nga, Ánh Nghĩa, Phường Thi với tiết mục được mang tên là Tình Thương Mến Thương.